lấy cho tôi đào topic mới tiết gì để tôi chú mới conditional matching. Conditional matching những ai gì về mới tiết anh ta chia bộ bộ classification. Bạn này thì dùng chỉ dùng classify traffic đảm bảo apply action này với nó bị cái nào. Trên conditional matching chỉ tôi tới cứ chia bộ change. Bạn này thì cứ chia cáp lập đó route pi neighbor mùi từ neighbor mùi neighbor by neighbor basis. Giờ mà này ta ok dương ai chia dìm plap đô paramite robot BGP bản trên đặc trong section này dương review pi common technique pra xâm rạp thua conditional matching đối chí ca pra access control list prefix list regular expression hay nâng ACL xâm rạp autonomous system path. Chẳng xây dựng nên discuss the bone, nhưng nên discuss access control list. Chẳng những bạn riêng tăng PCCNA, xây tới chỉ access control list. Access control list, vì cứ chỉ technology, để dựng ai bà đồng bày classify traffic. Màu bì xô hồi kê, tất cả destination ấy kê, màu bì xô hồi kê, bà port ấy kê. Chẳng nên cứ chỉ xây dựng ai filter bán đòi bà access control list. Chúng access control list via xâm lăng đòi many ACE. Chúng ACE nơi kênh access control list cứ via represent entry nơi kênh access control list. Chúng access control list dân consider về tới việc điền firewall đấy. Bên tay dân ai biết tới việc stateless firewall để dân ai filter bàn trâm tay layer 4 bộ dân ai filter bàn source destination hay dân ai specify TCP hay là UDP hay là IP protocol xin được đối với USBF, GOE ấy chẳng chẳng ACL để dân bàn riêng là không xin ấy chỉ tu tới cái gương cái sầm đại kháng từ lời ca filter traffic vấn đề này không ní ọt chẳng ấy cái kê bà bà viên nằm bấy thua classification chẳng chỉ chẳng tục traffic có mọi chân chỗ anh ấy cứ bà bà nằm bấy classify. Chúng ACL nâng nông nâng kỳ dân thư packet classification chỉ dân traffic filtering. Chúng nâng nông nâng dân ai pra ACL đảm bày classify AK đảm bày classify quality of service. Bạn này thay dân ai classify DSCP differentiated code point nâng. Chúng dân nâng riêng bộ QoS technology và time nâng nông meeting QoS xây tới chỉ differentiated service xây tới chỉ AO2.1.1p xây tới chỉ cloud of service cho những nâng sức xa nâng nâng nông mê riêng quality of service chẳng ACL bị cung lang đòi ACE bà này thay bởi dương miền ACL môn chấm bị miền ACE entry chẳng bởi dương ACE đọc một pay xam nhận thế chẳng như tôi tới ACL vì read bì lơ cho mặt cao bà xin chỉ viên match ACE nà mối vì nâng chốt thua ACE nâng bì cao với ai ACL by default nâng Cisco cứ miền implicit deny nâng khẳng cao ACL. Tụi bởi dương ọt không phụ ý cái đó ý. Có implicit deny all start nơi ground access legionate. Cho nên cái này cứ dương ai pra vía đảm bởi permit hay nên deny relevant packet classification. Trên dịch tụ tới cái thả ACE placement nó xong khá nè. Dương một tiêu bởi dương đã mà pay lỡ đọc rồi có đọc lỡ mà pay miền này khó khăn nè. Ok. Chứ chỉ guideline bộ ACL kê phía dìm ao dương đã the most specific nơi khẳng lơ bằng port và nơi thì ACE the most specific nơi khẳng lơ bằng port the most broad nơi khẳng cao bằng port và dân chỉ dương đã broad nơi khẳng lơ chung cá ACE đã nơi khẳng cao xong ta ở miền ấy trở mà chế nơi xa tay anh lơ nơi bị broad ấy cho nên cái chỉ guideline mà chỉ nguồn bên này dương bạp ra ACL. Chúng ACL chạy tràn bập hết. Nên không nói kia gì đã bay bập hết ấy. Tạm bất miền bập hết tràn cho nâng tiết. Ủa tiêu đã được dường dường ạ chỗ. Ủa tiêu đã dường Y ACL đập bản đi máu. Vì chạy mặc nông IP ACL Access Control List Access List. Chúng nâng lại này. Khi nâng khơi tha à, mê riêng với những gì đã bay ấy. Chính vậy ta mỗi ní hơi nâng
giờ tập pi này phần ta sẽ xem miễn trả gì năng điện ai bà bà đầm bầy filter MPLS bà bà đầm bầy ấy kì đầm bầy filter MAC address chỉ đàm nhưng chỉ tôi thấy sẽ ở bàn cho chị bầy bập hết nó không lại nữa thì mỗi cứ standard access list cho những đồng hành thật standard access list cứ viên filter tái soi vì ở cái destination tên này cho bên này dùng tour standard ACL cứ việc filter để sort tế vào cái destination này và sẽ dùng para extended ACL cứ việc cất từng source cất từng destination how bị time từng cất thì bộ transport layer protocol đối với TCP hay là UDP thế và sẽ dùng option configure đã lấy thế bộ những đăng ai tham và sẽ dùng para standard rồi có extended dùng miễn specific number ủ tiêu bởi dùng para standard access list lấy bộ về cứ chạp bị môi từ đó cả sớm buồn và sẽ dùng para extended access list cứ para bị lấy mở rối đó lấy mở rối cả sớm buồn mà ta bởi dân chắc thầy dùng ở trong para lấy như thế dùng ai para name ACL chân name ACL cứ ai chỉ standard ai chỉ extended còn là thá dùng ai đã chung mua về bản chân chỉ tu tư bởi sẽ dùng para name ACL cứ bị nghĩ sửa chân nam dẫn cái này chân chỉ tu tư best practice dùng đặt name ACL tư dương mạch bà lì ở đây dương mạch discuss ấy tới chia standard ACL chân standard ACL cứ mình lấy chạp bì bà bà ní đào bà bà ní chân những bàn khơi nháy tha ok hành cứ chia standard access list hà mùi ní có chia standard này còn là về chia expanded range chúng chỉ tu tới đầm bay configure với nghe đấy, chúng ai cho tới command IP access list, chúng ai vay command standard, chúng đặt lệnh, chúng đặt lệnh mui, chúng ai cho tới permit, chúng ai specify source ban, ủ tiêu thành nhóm chọn classify mui đi, nhóm chọn classify mui đi, nhóm đã qua khá rồi biết, ok, chúng nhóm ban create access list mui register, đại viên miền lệ cầu với mui với lệnh môi đó là cái số muốn với chia standard chẳng nghĩ rồi thế những ngày bậc cao về bạn trên cái access list bên này để dùng auth configure thằng oh oh xong tục bên này để dùng permit any ủ tiêu thà dùng cho cái dùng cho ip access list standard lệnh môi dùng permit any dùng permit any bạn này thằng mày dùng permit all network say có auth block này chẳng hạn này vấn đề bây giờ permit thì ở giờ permit trầm tay cái à mùi đi cứ dương năng permit ta mùi năng ấy bà sân chia copy năng cứ viên năng deny automatic bởi dân bàn gì khi ấy thà bà sân chia dương bà cạt ACL mùi ok à là nhóm nhóm vay chắc mà này thà anh never match để xa dân đại anh đi nơi càng lời ấy. Chứ là nhóm nhóm ai cho tất cả ACL lần tích đảm bây cho tất cả ACL là những ai vay comment IP access list lịch mũi standard lịch mũi nhưng ai vay no no hay bị ai dân vay ICE này ở ACE chứ những ai vay lịch đọc hay lịch mập hầy chắc mà này thì dân lục ACE nên chào này chắc là bây giờ là ACE mũi tiết cứ là xam sập bởi dân dương dương vay chấn complete hai nó càng cầm port cứ vì miễn implicit deny mũi tiếp bởi dân chọn filter tại host bởi dân chọn filter host tầm mũi cứ những ai para comment para và khát mà sôn được ok chứ là và khát mà sôn được nó mà đây thầm mà công tời mà đây thầm IP chẳng cài tập bị standard chẳng ai configure chi extended nó bên này dùng miền specific destination dùng ai para extended ACL ban trên cái nông extended ACL dùng ai miền là tập hiệp filter từng source từng destination hay filter dal transport layer đôi chia cái TCP thằng UDP trên cái nông nắng dùng ai configure sẽ điện cái này đằng đáy lại chỗ tư
IP access list extended chứ extended thì ngay bài lên 100 chẳng tới chứ ngay permit IP cái này nó bị mình ta permit IP đi vì permit chẳng chứ chứ nó không cái này nó dân ngay permit TCP hay là UDP có đôi chia permit hay là deny protocol same same tiền ok đôi chia PIM đôi chia USPF đôi chia IGMP ICMP chế đàm chứ như tôi tới những cái thay dân phía thơ API này chẳng là những cái TCP hay là UDP chứ nó không lại nâng chứng khuyên thay ICMP cứ chia protocol dial mình sẽ thật nơi cái TCP UDP này thì kế xua thay ICMP sẽ thật nơi TCP được của UDP dân ta đọc ra cái thay à nâng ọt sẽ thật nơi crown TCP UDP thì vì sẽ thật nơi crown IP chứng IP protocol nó consist of protocol chả nè chứng protocol được chia cái GOE được chia encapsulated security payload được chia EIGOP được chia OSPF cứ việc para nơi khung IP protocol mình men nơi khung TCP hay nơi UDP thì bà sẽ dùng vai TCP UDP hay dùng vai một thứ hai destination ok chứ bà dùng vai equal chứ bị chơi mà chả nè thế chứ anh ấy ban chia protocol para này không TCP ưu tiên để BGP chứ BGP dân còn là khởi dân đằng này vì para này không TCP nhé chứ mà dân khởi BGP nâng crown TCP section chứ mình bên protocol chả ăn tiết để dân ai phía thứ ban này không TCP chứ anh ấy cứ chỉ cao phía thơm mà chỉ nốt chứ bây giờ permit any bạn này thì dùng permit any source to can any destination bây giờ permit host bạn này dùng permit host to can host hay dùng ai permit ta source của bạn này chứ nó không nâng bây giờ prapra extended ACL với flexible chứ nếu không lại ní có cái ai para ACL đam bay anh ấy còn là chịu thì họ phải thay thế cho nên bây giờ đã dùng para extended ACL để configure BGP route như thế này cho nên bây giờ để dùng apply về những BGP reaction về riêng khóc tí tuổi bởi sẽ dùng compare cho mỗi IGP route cho nên không lại nó ưu tí họ thay dùng permit để cái dùng permit source bởi bản ní tới căn destination bên này. Oh man, man, so destination này đi. Chúng mình mãi phải lại đi. Chúng bây giờ cho tới những ngày, tôi dùng bật extended access list mới mà rồi hạ sập trên đấy nhưng permit IP đọc xôn xôn ok pH param chứ bà sẽ dùng apply ở mỗi năng này nó BGP cứ bán này thầm ạ cứ bán này thà dân nên generate configuration mùi này chứ nó không có lại nó bà này thầm ạ bà này thầm nó không BGP bởi sao dùng vài chẳng vì nó permit only network mùi này dỡ này chẳng bà sao dùng compare cho mùi nâng ACL thỏa mà nó vì nó không tích nó không BGP bà sao dùng vài bà bà đi cứ vì nó là ở tại BGP đã miền slam và pay slam pay buồn chắc
chứ mình miền classification xin tiết đôi sẽ như vậy chứ cứ việc phía thơ tại sao mà phải buôn là hô từ đó là giảm pi chẳng thế chứ những ai miền flexibility cú sóng bây giờ price siêu lấy cho mà prefix match specification trên cái nông prefix match bà sơn chỉ dùng para ACL cứ vía nâng filter b bà này thay vì ở sơn specific từ lời gì từ lời sắm này này bà sơn chỉ dùng vài ACL thì họ thay dùng para para mỗi ní nhưng chắc bà sơn chỉ dùng miền route rồi cả pi rồi xong bay chạy zone cho cái gì mình chạy zone thì cho mà rồi chạy zone làm phải buồn chắc mà này tha viên là cover anh đi đây viên là filter mùi đi đây chắc là prefix match robot ACL cứ về bài nâng bà sân chỉ ACL là vì mình tổng hồng thống một tiêu sắp nét vì túi một tiêu vài slot off mùi dân tới chắc viên là cover anh phải buồn này bọn tay nơi con ông ní xây đà prefix list để dựng đi nè vì copy ACL trong thái we filter specific subnet trong prefix list bên đang identify specific IP address network record network range dial allow đồng bày thuê kì thuê prefix match specification trong chỉ tu tới bên này dựng para BGP kê prefer chiêng para ACL đại sao tại vì ai specifically match subnet mũi niệm trong tiêu ta bởi dân trong thuê ở việc match tại slot off của mũi khi dân ai thư bán ở lưu bì BGP ở lưu IP prefix trong là dân màu tiêu hồn tí IP prefix vì mình flexibility cho ra chiêng ACL trong thay vì ai thư less than greater than it. Vì nghi sruol yol chieng ACL. ACL có vị ai thơ ban đấy. Có bần tái dương khơi vì complex. Bên là để dương chong thua ở biểu tiêu chập bì xlam phẩy buôn đó sẽ là xam bì vì nhẹ nhạy. Chẳng kì ớt sơ prefer vậy thì. Cứ kì prefer pra IP prefix chieng. Nếu nó IP prefix. Cứ dương ai pra. Comment less than hay nâng greater than. Ủa tiêu bà dương specify. Sắp này mùi ní. Slash đọc bấy. Bạn ta greater chiên một phẩy bốn. Chắc bạn này thả mệnh. Bạn này thả subnet lutra tờ viết smile một phẩy bốn. Rư co thông chiên một phẩy bốn tờ viết sub. Chắc bạn này thả nó không đọc lại ní. Cứ viết copy một phẩy bốn. Không phải, ở dồi. Bởi viết smile một phẩy bốn hay trời sub này kia. Vì gửi vì dỗ. Hai ở mỗi ní. Cứ thật nơi không rèn bộ viết. Hai slash mà slash mà phải mấy vậy slash mà phải mấy vì thông trường phải bốn video đấy vấn ta mỗi ní việc kho sắm này điện slash mà phải bốn có video này cho nên cứ chỉ benefit là bên này dùng para prefix IP prefix cho nên cứ chỉ ở thì họ phải thay tiết là bên này dùng para greater than both chỉ muốn less than chẳng greater than hay năng less than vì ở coi bị range ủa thì họ thà bây giờ vay mà phải pi đâu mà phải mỗi bạn này thà video range bộ nó video range nó chấp pi mà phải pi đâu mà phải mỗi bộ cho nên nó lại nó bớt dần chỉ việc compare bớt dần những miếng sắp này bộ này vì cú khoái mà này thà ở sắp bộ ấy là để việc ai ở sắp bán cứ chấp pi mà phải pi đâu mà phải mỗi cho nên nó này cứ làm phải bốn vì nơi trở lọc phải bị đồng phải mỗi quý thịt là xam sắp khóc bị rãnh cứ bị ọt sắp ní cứ chia comment khắc lắc để tôn chứ muốn IP prefix ok chứ ngồi tiêu dừng chọn và cài IP prefix chứ ngồi bài comment IP prefix list ngồi tiêu OFC mà bài tạm kia chân thích chỉ tụi tớ vì mình sequence number bởi vì có đổi ACL đấy
vì đi bị lơ trong một cái nào hai bạn sẽ dùng add specify vì lộ làm một đồng lấy cho mình add specify slash đọc bài ok greater than sampi mùi tiết nhóm vài nó đã đáy dùng permit có gì deny zone slash zone greater than sampi trả lời cho mấy dân show viết chẳng ý cứ chỉ là tập hợp lại mà vài mình đang nhỏ là bạn đã sequence đến đấy và sẽ dùng đã viên automatic increment pram pram luôn bây giờ nhóm bà cả lời thì bấy vì chẳng đọc pram dùng lại vài IP prefix list RFC đọc bằng bốn permit đọc chỉ số slash bằng bật nếu cái này giờ lại pram lìm bật đấy nè giờ tới mỗi ní hay là mỗi ní ở lại xe mạng này tôi đã có cái này mà bị ai làm vậy chứ những ai filter tam chẳng bằng trên được IP version 6 có đủ cái này đấy nhưng ai thử classify bán việc follow concept tầm mỗi đi mỗi tiếng cho tôi đào regular expression trong regular expression most likely cứ như cái nước para via đảm bảo filter ESPath trong cái regular expression dương ai identify ESPath trong hồ tiêu tha dương cho identify tha via originated local PLP local router dương ai para regular expression đi mùi ni trong chỉ tu tới anh cứ dương tới chấm đã ra ta cái bill máu cứ như chấm ủa thì ta bật sinh dương vài à sinh nhà muộn nữa hai nâng đô la cho mình thấy dương filter local originating router chẳng lẽ dương mô discuss bà ra mai biến tích à mỗi ní indicate start of string chẳng start đói start of string and indicate end of string cho mình thấy nó cho lọc nâng đã xảy cái đói có vi filter này chẳng nâng à mỗi ní permit sinh nhà muộn nâng lấy bì rồi chẳng bà này thấy only local neighbor đã miễn AS mà nó bị rồi ok tập với đạn chế bạn này thả mạch match a space bạn này thả only route originated from anh ấy trở bàn advertise chân chỉ tu tới dương mơ hình chẳng có một sao dù lẽ tòa ta chẳng mơ bê dương thu tì hó bạn dương nghe dù chứ chúng mình đọc lại nó khi dùng miền sông núi ấy dùng cái thà topping đi chơi đó chẳng phải chỉ dùng ai to nơi tất cả rồi ba giờ ta prefix list nó mình ACL này dường dường này hai ba này đối nhóm bạn dễ chẳng ACL bên này là vì filter vì ạ khoa rừng xăm này đi ủ tiêu thà dừng trong block traffic mũi ủ tiêu thà dừng mình router mũi chẳng ạ router pi chẳng nó router mũi nó ủ tiêu thà mình xăm này chẳng nè làm một phải buồn chạy pi chạy muối làm phải buồn miền chạy bay chạy muối làm phải buồn chắc bạn sẽ chỉ dùng para ACL outbound filter sort lại nè chắc mà này ta dùng trong filter dùng còn là vài slash zone làm phải pi này máu pi dùng vài chẳng á hai dùng para ACL sai đây sẽ lần thứ hai bên filter ní hay là filter ní còn ta bây giờ para prefix lý ở chẳng này bên này để đang đạn chẳng prefix lý cứ ở filter này nó ở đây
Đã xa ta vì mơ à lấy nhỉ. Ở vì ọt mát chỉ mỗi nào bọn nhỉ. Bên nào đã mơ tự ọt mát prefix lý cứ ọt việt thờ đi. Prefix lý lưu ta ra ta vì đổi và nè prefix lý nó vì nơi không lạc khăn viết từ việt việt thờ. Khó bị ACL lại nữa. ACL có ai thư đôi chỉ prefix lý bàn đấy. Có bên tay vì bọn bạn. Đã xa dừng tới trăm rule bọn nhỉ. Trong bản này ta chỉ recommendation nơi không BGP. Dương ai pra pra IP prefix filter tới vì sử dụng chẳng như cái này nhưng mà chẳng bị trả thay ACL hay những prefix list là bỏ khóc này ở đây kia bạn nâng này mùi tiết sẽ để việc khóc này ACL ai dọc tới dương ai dọc ACL tới filter traffic bạn. Còn ta dừng lại cho IP prefix từ filter traffic đi. IP prefix cứ exclusive pra ta đâm bởi filter rào đi. Nghe nâng khóc nha. IP prefix dừng lại cho viết từ filter traffic đi. Còn ta dừng lại cho viết từ filter rào. ACL ai cho được thứ 3 đường 2. Ok, ở đây ông con trai nữa học nè, chẳng cái thằng này nên dừng ai xem lại phần sân, dừng chụp nè nữa, sắp đặt rồi. Bạn.